Tuấn chào mọi người, Tuấn chào mọi người đến với kênh Tuấn Review nha. Tuấn Review nhà. Cái nhà này là 10922 ở Tail Feather Court, Tampa 33625. Cái nhà này gần đường Henderson, thì không biết ai biết cái khu Citrus Park thì cái đường Henderson này nó là nằm ở giữa đường gần highway với lại đường Line Ball. Đó, thì cái khu này an toàn, khu trường tốt, có nhiều trường học lắm. Thậm chí gần cái trường gì đó, gần cái trường trường gì, trường bán tư hả, cái gì, Charter School đó, đúng rồi, cái trường Charter School gần đây, đi bộ cũng tới nữa. Đó, đây là cái khu nhà. Cái này là khu dead end nên không có xe nhiều ra vô. Đó. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.500 12 square feet, xây năm 1983, giá là 345.000. Đó. Miếng đất là 7.070 square feet. Nhà block stucco. Mái nhà thì mới 2020 thì coi như là hai năm hơn đó. Mới lên nè, nhà này mới lên được có 2 ngày mà nghe nói là chiều nay tối nay là quyết định, chủ quyết định á, thì giờ mình vô mình coi nhà, rồi các anh chị em nào mà hứng thú thì chụp ngay nha. Đây, đây là phòng khách, phòng family room luôn. Có cái lò sưởi, lò sưởi này hình như là lò sưởi thiệt chứ không phải là lò sưởi nhân tạo, lò sưởi giả. Có những cái lò sưởi giả là ga đó, họ chỉ gắn vô rồi bật điện lên là cháy thôi. Cái này là mình nghĩ là lò sưởi thiệt. Oh, actually, nó là lò sưởi giả tại vì có dây điện. Ủa, cái chốt nó đâu ta? Có dây điện nha. Về chốt nó đâu đây để mà bật cái lò sưởi lên. Như cái có remote. Không biết cái remote đó của tivi hay của lò sưởi nè. Đây, đây là phòng ăn. Đây là bà. Đó. Đây là cái bếp. Ok, giờ để mình vô mình coi mấy cái phòng ha. Ok, cái phòng trước nhất bên tay phải của cái cửa là cái phòng này á, hồi đó mình nghĩ là nó là cái gara mà giờ nó làm thành cái phòng. Đó. Phòng rộng rãi lắm, có thể làm phòng ngủ cũng được nữa. Tủ thì nó có tủ đó, nhưng mà tủ quần áo này thì nó hơi hơi đơn sơ chút xíu, nhưng mà có tủ. Ở trên này là người ta đóng cây, dán cây. Thì chắc là hồi mình đoán là nó có cái vent luôn, người ta bỏ cái vent như đây luôn. Đó. Còn cái cửa này á thì đi ra, thay vì đi ra bên hông thì cái này nó có cái nhà lưới riêng để đây máy giặt máy sấy nè. Cái như rồi có bình nước nóng ngoài đây luôn. Đó, rồi không những như vậy mà còn có gì đó, cái sinh ở đây luôn. Đó thì cái này là chắc người ta xảy ra thêm đó. Ok, lát nữa mình ra ngoài mình coi tiếp ha, giờ mình vô coi những cái phòng khác. Cái phòng này nó rộng lắm, thì cái này là cho ra đôi mà. Đó thì thí dụ như làm cái phòng ngủ đây cũng được nữa, dư sức. Ok, kế tiếp có một cái phòng này thì nó hơi bé 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 xinh xinh này. Người ta lót, mình không biết tại sao người ta phải lót laminate ở đây. Đó. Ừ.
Phòng này nó có được cái chiều dài, chiều ngang thì nó hạn chế lắm, nó có tủ luôn, thì coi như là tính là không biết người ta có tính là phòng ngủ hay không đó, thì chắc là tính phòng ngủ luôn đó. Rồi phòng ngủ bên này, phòng ngủ gạch, phòng master luôn. Wow, phòng này là tính master hả? Master thì thấy hơi nhỏ tại vì nó có bồn tắm ở đây luôn đó, có sink, có toilet, có shower. Rồi bên tay trái của cánh cửa thì có buồng tắm. Đây, buồng tắm này. Buồng tắm, sink, toilet thì đủ. Sạch sẽ luôn. Đó. Người ta remodel là làm lại hết trơn nè. Phòng ngủ này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. À, cửa sổ cũ nha. À, có quạt. Cái này tủ tủ để đồ. Đó. Trong nhà thì có chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ở ngoài có cái nhà lưới, tính ra là hai cái nhà lưới. Thì cái nhà lưới ở ngoài đây à, đó. Ồ, có chỗ để gì đó để cần câu luôn nè, có nhà lưới ngoài đây luôn nè đó. Rồi có bếp núc ở ngoài đây luôn nè, bếp này bếp ga thì phải đó, có bình ga bếp ga à, rồi có cái sink ở ngoài đây luôn. À, thí dụ ai muốn nấu gì đó nấu rồi có bếp ga đây luôn đó. Có cái quạt thổi ra ngoài, nghĩa là thí dụ như là mình nấu nó hôi thì khi nào mình thổi nó ra ngoài đó. Có cái patio ở ngoài đây. Có cái nhà kho, nhưng mà nhà kho xét reset thì không biết còn xài được bao lâu. À, cái hàng rào tốt, cái hàng rào rất là tốt, hàng rào mới à, có cái cổng ra vô luôn à. Đó, ủa như vậy là cái chimney đó thiệt hả? Chắc là cái chimney thiệt nhưng mà ta bỏ bỏ đồ giả vô hay sao không biết nữa à, ngon ngon. Tại nãy mình thấy có dây điện ở trong đó thì mới đầu mình nghĩ thiệt, nhưng mà sao có dây điện ở trong đó ta, thì mình nghĩ chắc giả rồi. Ok. Đây. Đây thì cái nhà lưới hồi nãy đây có cái máy lạnh đây, máy lạnh thì hình như cũ nè. Máy lạnh này hình như cũ. Đó, thì cái nhà lưới này là nhà lưới mà hồi nãy mà người ta bỏ để máy giặt, máy sấy rồi cái bình nước đóng á. Đó. Máng hiên ra à. Đồ đạc gì để ra đó, nhà lưới của máy giặt máy sấy đó à. Còn cái cây đó hình như cây xoài thì phải à, có thể nhà này nhà nhà người Việt Nam có thể. Có cây xoài thanh long nè, rồi gì nữa à, không biết cây đó là cây tắc hay là cây chanh hay là cây mắng cầu gì đó. Đây có cái lá cá thơm không thì biết liền. À, chanh 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 thơm thơm lắm. Ok, có thắc mắc gì thì cho Tuấn biết nha. Cái này không biết là cái gì ta à, chẳng là cây mắng cầu. Ok, cảm ơn mọi người ha, cảm ơn mọi người theo dõi video của Tuấn ha. À, có ai có thắc mắc gì thì cho Tuấn biết à, 813 330 5153 813 3.
Cảm ơn mọi người nha. 813 330 5153. Hẹn video kế tiếp nha. Bye bye.